Hello, xin chào tất cả mọi người. Dạ, chào mọi người, con là Hướng Rèo. Bữa nay là mình chưa có clip tròn nha mọi người. Mình với người Hưng vẫn đang canh me tại con bé nó đang bán ở ngoài ngoài đầu đường á. Mà bây giờ á là đã là 1:20 trưa rồi. Trưa rồi. Mình với Hưng đi ra đây. Con bé bán hết chưa? Ra thăm bé coi nó bán cá hết chưa. Kêu có gì chưa rồi vô dọn phụ. Thôi mọi người đi theo chân mình luôn nha, đi coi con bé đây. Để Hưng đây nha, nhà bé đây nè mọi người, chỗ này mình hay làm ăn gà rồi đó. Bắt đầu đi theo chân mình đi ra. Dụ nó vô nhà cho nó chứ nó bán nó ở ngoài này không làm gì được nó đó, không có phá được chỗ nó bán. Không có ai á. Sao giờ này chưa dọn má? Chưa dọn còn hả? Trời ơi, bây giờ là còn dọn vô chưa rồi, 1:30 rồi. Đóng dọn cố mệt. Ê, bữa nay ấy rồi. Không dám cười luôn trời. Bữa nay con bé bán ấy nha mọi người. Bảo nữa ấy, quay phim riêng mệt ai dám lại mua. Thôi dọn đi. Chiều ra bán. Dọn dọn ra rồi bán. Đây, chiều ra bán, có anh với anh Hưng ra dọn phụ nè. Nha. Cũng có đóng mà chiều bán. Thì giờ chưa rồi, giờ này tao nghỉ chưa hết rồi. Đi. Một mấy đường phát gì nữa. Một mấy mấy bộ tao không mua hả? Thôi đi vô nghỉ rồi ra ăn cơm nước rồi lát đầu giờ chiều ra bán. Thôi thôi, giỡn hoài không? Có giỡn đâu. Có giỡn mà nó không giỡn, nó thiệt mà đâu. Ra dọn phụ nè. Không được vụ tôi phụ vậy, tôi này vô. Tự tôi bày ra, tự tôi dọn được à. Thôi đi vô. Giỡn lại không mà đang ơi bực bội, tiền vốn thăm lum la nè mở hết rồi. Đi vô lát chiều anh mua hết luôn. Khỏi không khỏi vụ mua quần què mua vô chưa giờ chưa thấy trả thăm vốn thăm đồ vô ông. Thôi bây giờ ông dẹp cái mấy bài phim người ta lại sao ta dám mua hết rồi, đâu còn đâu đường vắng que à, thấy không? Trời, ta ở nhà nó cũng chưa hết rồi. Đúng ai rồi. Còn mua dọn đi cô bé phụ cho. Bữa nay chủ nhật mấy làm hộ nghỉ nè, chú nó ra mua mọi nhậu sao. Thôi dạ mà. Vô đây lát chiều dọn ra là anh phụ, anh với anh Hưng bữa nay ở đây bán phụ mày luôn á, bán tới tối luôn. Tôi lại không để tôi bán y ngổ không anh. Thôi dọn đi, chiều ra bán. Phụ dọn ra rồi bán. Đây, chiều ra bán, có anh với anh Hưng ra dọn phụ nè. Đi bán hả? Giờ vô nhà đi, phụ dọn rồi. Ừ, lát đầu giờ chiều ra bán. Đi, ra dọn. Vô nhà làm gì? Thì đâu có làm gì đâu. Vừa giống là ông vụ luôn chậm cho tôi hả? Vừa giống là ông vụ luôn chậm cho tôi hả? Cho gì nữa, bữa nay không có cho anh. Bữa nay mày cá ơi, cậu mua mỡ đúng không? Sắp kẹo nó mỡ thì bữa nay mày bán ế không có vui lấy đâu cho anh. Bữa nào vui mới cho anh, hiểu không? Thôi không có vụ. Tôi vui buồn gì tôi không biết. Ông vô ông chọc kẹo nữa. Mày cá ơi, gặp tôi nắm rồi tôi quýnh đau á. Bữa nay không có ghẹo con bé nữa nha, tại vì bé nó đang buồn. Bữa nay bán ế mỗi lần là giờ này bán hết rồi. Mình ngồi trong nhà mình trông hoài không thấy nó vô, mình với anh Hưng ra thăm nó thì thật sự là bữa nay nó còn ế nhiều lắm. Giờ này đã 1:25 rồi. Thôi dọn vô đi Hưng. Tôi không có giỡn nha, để tôi bán nha ông nội. Hoài dọn dọn luôn, nhưng vô nó đã đạp nó tới chọc kẹo tôi nữa sao? Không, để nó không có ghẹo mà. Đi dọn rồi khiên vô. Trái gì con? Giờ này bỏ thùng hết đây con. Mày có giỡn nha. Muốn nó thiệt chứ bộ. Để tao buôn bán không. Bữa nay không có ghẹo bé nữa nha, tại vì bé nó đang buồn. Bữa nay bán ế mỗi lần là giờ này bán hết rồi. Giờ bé sao có dọn không? Dọn đi. Dọn đi. Con có 10 phụ về đòi. Chẳng có anh với thằng Hưng ra phụ nè. Không mấy lần. Bây giờ tôi nói trước mà vô chồng. Tôi đang buồn không có ghẹo chồng nha. Bảo đảm luôn. Bữa nay tôi uống đau luôn á. Bữa nay nó bán ghế nên nó giận rồi. Không có ghẹo, bữa nào vui mới ghẹo. Rồi đóng vô thùng hết rồi khiêng vô.
Ê bé, mấy con cá bự này làm ẩm thực được mà bé. Đây nè, đây con bự nữa nè. Què, con cá rồi ấy, lẩu vốn ẩm thực. Thì con mừng mua. Đâu có, bán ế đem vô làm ẩm thực. Mua tiền đâu tao trả. Mai vốn là bán không trà. Để bán. Đù, cá này làm ẩm thực ngon nè. Bé nó đại nha mọi người. Rồi nó bán ế. Què đại. Giỡn chơi. Thôi cười, cười kỳ quá ha. Tự nhiên bán ế nhỏ đang buồn ấy. Mình ra đây mình giỡn còn cười. Thôi không cười nữa. Ở vậy tao còn bán được nhiêu tao bán cầm mấy cái phim này ai dám vô mua. Giờ này đường đó, đường xá nè mọi người, chưa không có một bóng người. Giờ này nó ngủ chưa? Giờ tao nhà tao ngủ có rồi, ai đâu ra mua đồ mua cá gì con bé. Đúng không? Hả chịu tao đi vòng nó thấy con bé bán cá ngon rồi lại tao mua. Ai ở gần công viên, bên này là công viên cũ Long Điền nha mọi người. Ai ở gần ra mua cá ủng hộ con bé. Bữa nay nó bán ế quá à, dẫn chơi với con bé vậy thôi chứ cũng buồn lắm. Thấy con bé nó bán ế cũng buồn lắm. Không con Hương con làm ấm thật đi. Tại tại mình tính ghẹo cho nó vui một tí, cho nó tươi lên. Ai về ghẹo nó quạo thêm mọi người. Cho nên bữa nay vui không què vốn đâu vui. Bữa nay không có tròn. Lát nữa mình vô lấy con cá bự làm ẩm thực mẹ này. Tụi lao trong nội bé ơi, ẩm què ẩm thực. Rồi tôi nói trước bữa nay vừa tôi bán ấy, vừa tôi nằm nghỉ á. Đầu kẹo tôi quýt thiệt á. Đầu quýt mẹ cả hơn. Cá này lát bé vô nó để cho mình con mình làm ẩm thực. Ô tào lao quá mưa, nó tào lao quá. Lỡ tôi mắc hư sao? Lát con bé cho mượn. Chứ giờ mày bán ế cũng vậy à. Lát cho mượn á. Ấy vậy chiều tôi bán luôn hết à. Lát nói con cho ông bự bự làm ẩm thực. À bữa nay không có clip tròn nè bà Hưng. Ông nói lát cho con này. Mày để bán xuống nha mày. Xuống gì? À, ok mọi người, tôi để mình tắt cái máy nha, mình phụ bé giúp bé nó bằng tay. Nãy giờ mình lo cầm máy không rồi dọn dẹp lau chùi cái đi vô nhà rồi kiếm cái gì cho anh bé cho mọi người coi. Còn lau gì vô cái này phải không? Lau đây luôn, tôi ngủ nha. Thôi bữa nay tha cậu bé đừng cho anh, cậu bé đang quạo á. Bớt chuyện giống rồi. À, nó quạo lên đánh đau lắm. À, ok mọi người. À, ra thăm bé một chút thôi để mình tắt cái máy mình phụ chùi rửa nó. Nãy giờ giỡn chơi với mọi người chứ thấy con bé nó bán ế mình cũng buồn chứ mình cũng không có vui gì đâu. Tại vì chẳng qua ghẹo cho nó cười, ghẹo cho nó tươi lên chút mà nó không tươi nổi thôi. Bye bye mọi người thôi. Dạ bye mọi người. Bye bye mọi người. Đi vô nhà kiếm gì cho nó mới được. Tôi nói uống dở nha, bữa nay bán ế tôi mệt nha. Thôi bye bye mọi người, tao tắt máy luôn tao khỏi cho nè. Bye bye đi mày không bye bye tao để máy hoài luôn á. Bye, mặt xấu mặt tươi tươi lên. Bye bye đi, tao tắt máy. Mở bye bye rồi. Cứ rồi. Mẹ bye rồi, máy còn lại còn cho anh. Còn máy là còn cho anh được. Bye bye.